Xin chào toàn thể quý vị anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Anh BDS. Trong ngày hôm nay Phương Anh đang đứng trước một cái hồ gọi là hồ Bà Mụ tại thị trấn Đồng Phú của tỉnh Bình Phước nha quý vị nha. Ngày hôm nay thì Phương Anh sẽ mời quý vị anh chị các bạn chúng ta cùng đi review một cái lô đất có diện tích là chiều ngang 15, chiều dài là 50 và cái mặt đường của nó là quy hoạch 32m là ở vành đai từ khu nghiệp Bắc Đồng Phú mà về tới là khu nghiệp Nam Đồng Phú. Và nơi đây sau này sẽ là một cái tuyến đường gọi là trung tâm mua sắm và cái dòng tiền tất cả đều chảy vào đây. Bởi vì trong cái khu công nghiệp, khu thị trấn của Đồng Phú như thế này á, ở tại thị trấn Đồng Phú thì nó có hiện tại là hai khu công nghiệp đang hoạt động. Cái khu công nghiệp thứ nhất là khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và khu công nghiệp thứ hai là cái khu công nghiệp là Nam Đồng Phú. Và hai khu công nghiệp đó đang hoạt động nha quý vị nha. Nó nằm sát bên của cái tuyến đường DT741. Và bây giờ thì Phương Anh sẽ mời quý vị anh chị các bạn chúng ta cùng đi review cái lô đất ở view hồ này để quý vị anh chị các bạn cùng chúng ta cùng cảm nhận nhé. Vâng, xin mời. Thưa quý vị, cái vị trí mà cái khu đất mà hai mặt tiền cái lô góc đó quý vị là nó gần đảo Yến này nha quý vị nha. Nó gần cái vị trí của khu du lịch đảo Yến. Từ đây mà ra ngoài cái khu đất á, là nó chỉ có khoảng 100m thôi là nó đến cái khu vực đảo Yến rồi quý vị nha. Có rất là nhiều người nhà đầu tư và cũng có một số bạn trẻ đang mong muốn là tìm cho mình những cái sản phẩm đất nền đẹp hoặc là những cái khu vực mà có view sông, view hồ hoặc là có những các cái tiện ích xung quanh và có nhiều cái sự phát triển để mà sinh lời. Tuy nhiên là không biết lựa chọn cho mình sản phẩm ở nơi nào để cho nó phù hợp. Với thứ hai nữa là rất là nhiều lo lắng về vấn đề là không biết mình mua như thế thì có bị vướng pháp lý hay là bị quy hoạch lộ giới hay là bị tranh chấp gì hay không. Thì cái việc đó là Phương Anh xin thưa quý vị anh chị các bạn là Phương Anh đã làm test tất cả những các cái thông tin đó trước khi mà Phương Anh quay cái video này lên. Thì là những cái việc như vậy là Phương Anh đã lo rồi nha quý vị nha. Nếu quý vị anh chị các bạn chúng ta quan tâm đến cái việc mà chúng ta đầu tư mua bán bất động sản và chúng ta có thể là chúng ta không biết là mua ở đâu hoặc là mua như thế nào cũng như là mua giá mà tốt hơn thị trường, khi chúng ta mua như vậy là chúng ta có thể là lời ngay khi mua, thì là Phương Anh sẽ là cái người tiên phong để mà là đi liên hệ quan hệ với lại các chủ đầu tư cũng như là các người mà đang có nhu cầu bán và đất hoặc là bán nhà, bán bất động sản để cho chúng ta có một cái bất động sản ưng ý và giá tốt nhất. Và bây giờ thì Phương Anh sẽ mời quý vị anh chị các bạn chúng ta cùng đi review một cái thửa đất lô góc nha quý vị nha. Đây, cái mặt đường mà chúng ta nhìn thấy phía trước là mặt đường 5m quý vị nhé. Đường bê tông 5m. Và bắt đầu từ cái mấy đường này giật vào trong thì là 15m chiều ngang. 15m chiều ngang quý vị nhé. Mà từ đây mà chúng ta nhìn ra hồ thì là trước mặt chúng ta đã là một cái đảo Yến rồi quý vị nha. Đây, trước mặt chúng ta đây là một cái đảo Yến. Và cái con đường mà cái chiếc Honda đang đậu đây quý vị nè là đường quy hoạch 32m quý vị nhé. Đường trước nhà là quy hoạch 32m và phía hông lại có một con đường là bê tông 5m nữa. Cái chỗ này là lô góc. Nếu như chúng ta mua bây giờ, sau này khi mà con đường hình thành thì chúng ta có thể là mở một quán cà phê hay quán ăn. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng lô góc thì là cái nơi mà chúng ta có thể để xe đón khách rất là tuyệt vời. Và cái vị trí này đắc địa như vậy thì nó sẽ là một cái nơi mà thu hút được khách hàng. Vì trước mặt chúng ta là đảo Yến rồi quý vị nha, view sông. Và bên cạnh đó thì qua khỏi cái chiếc xe hơi bên trên thì nó lại là một cái ngã ba. Ngã ba đó là ngã ba từ trong cái đường DT741 mà nó đổ ra ngoài đây. Thì đó cũng là một cái tiện ích, cũng là một cái hiệu ứng giúp chúng ta cái vị trí của lô đất nó hoàn hảo hơn. Và cái lô đất này chính chủ đang chào bán với giá là 3 tỷ 600 triệu đồng. Một vị trí rất là đẹp, lô góc ngay là vị trí lô góc mà view hồ nha quý vị nha, view hồ đảo Yến ở tại thị trấn Đồng Phú của tỉnh Bình Phước. Cái vị trí đây là gọi là hồ Bà Mụ quý vị nhé. Bắt đầu cái trục đường mà view hồ này thì nó có chiều dài, cái tổng chiều dài của cái view hồ này là nó bao quanh bởi cái thị trấn của Đồng Phú này luôn. Là nó bắt đầu từ cái khu công nghiệp
Bắc Đồng Phú mà nó chảy dài đến khu nghiệp Nam Đồng Phú, và nó đi đấu nối với lại đường quốc lộ 741. Vâng, video đến đây là xin tạm dừng. Nếu quý vị chị các bạn chúng ta nhận thấy rằng là cái nội dung của video hữu ích, giúp cho chúng ta có thể là ngồi tại nhà và chúng ta cũng có biết được những các cái bối cảnh xung quanh, cũng như là chúng ta ở tất cả mọi miền đất nước mà chúng ta vẫn biết được cái khu vực nào đang phát triển, cái khu vực nào đang là một cái vùng trũng để các nhà đầu tư đang đổ tiền vào, thì rất mong quý vị chị các bạn hãy nhấn cho Phương Anh một cái nút like, comment, hoặc ai đã là người lần đầu tiên mà biết đến kênh của Phương Anh Bất Động Sản á, thì rất vui lòng là mong quý vị chị các bạn hãy ưu ái và nhấn cho Phương Anh một cái nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của Phương Anh phát hành trong thời gian tới. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị chị các bạn trong những video tiếp theo nhé. Vâng, xin chào.